Yang và Pan, bên họ là Kata và Ia. Và cuối cùng thì nó cũng phải khởi sắc lên một tí chứ. Từ nãy đến giờ cứ lom ra lom dòm thôi. Được trận quân cân cân thì bài lại ra quần. Đây là Seng của Gunny, còn đây là Parmidan của đấu 1. Bài cả hai đều đang có những cây gỗ là quá đẹp trong trận thi đấu này. Kata Đây là Seng của Gunny, một bài mà có định đóng S trước của Gunny. Đây rồi, cuối cùng cũng thấy dừng rồi. Gunny đang cố gắng lùa những con hiêu này về. Bắt đầu hiện tượng chậm dần rồi. Kìa, sư tử. Mày quá. Con nông dân mà Gunny cắm ship. Và may là con nông dân đấy là ở trên dốc. Ôi trời, giỏ phát ra ba voi luôn. Mát. Cho ngay một con về. Tăng thêm nông dân gỗ và chuẩn bị xe chiếc BG đồ ăn quả của mình. Để ý những pha câu voi vào. Đêm đã khuya rồi. Và cơ hội để bật của mình là ở đây. Hít cẩn thận. Bắt đầu đánh phóng. Đến đoạn cua rồi. Rồi, con voi đã sẽ về nhà chính quyền an toàn. Ông Gunny ơi là ông Gunny. Đau hết cái tim. Hai lít cờ coi cho trận này đấy ông Gunny ạ. Theo từ nãy giờ chết 3 trận thông rồi đấy. À, 2 trận chứ. Giờ phải gỡ. Pha câu hai voi Gunny. Hai voi vẫn đang khá ngoan ngoãn về. Và đi rất từ từ thôi. Đây là muốn dò cái gì đây? À đến cung. Nó sẽ quay lại đi dò. Hình như đang đi tìm hốc à? Không. Sởi hốc mắc bêu luôn. Đóng một chiếc BS. Trong khi đó bài Pan của nấu 1 là một bài Pan đánh 18 dần. Hình như cũng là một bài Pan đẹp. Có khả năng là sẽ kích đời ở chớm 9. Vòng bài Seng Pan bên này quá mắc. Nên xong thậm chí Gunny còn định đút bột cho 100 gỗ. Thì là quá mắc binh với một bài Pan. Kích đời. Vâng, Mel và Bibiri sai luôn. Tỷ số là 1-2 ở trong trận đấu thứ 5. Sao không quyết luôn từ đầu và cho tôi đỡ phải xem Gunny câu voi. Đau tim lắm. Và chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 4.